Hai cả nhà có khỏe không? Bữa nay mình đi chợ các bạn, mình mua được mấy phao đậu nè. Đậu này là 2 đồng 99 một phao, cũng như là 3 đồng đó các bạn. Bữa nay người ta mới để ra, mình thấy đậu còn mới quá nên mình mua mình ăn. Cả nhà thấy ngon không? Mình mới nấu nè, nấu trong cái nồi cơm điện. Trời ơi, nó đụng cái máy cái nó gớt. Cả nhà thấy ngon ha, nó còn nóng á, để mình ăn nó còn mới ngon. Các bạn ăn với mình nha. Đậu này người ta nói ăn á, cũng tốt cho tóc á các bạn. Ngon béo. Nhà thấy ngon ha. Hột nó già nhiều quá thì nó màu đen, còn cái này á, nó chưa có già hung á thì nó màu trắng. Nó còn nóng mà ngon. Nhà thấy ngon nha. Mình lột đậu ra có con nhen nó ăn cắp đậu của mình, nó ăn hết trơn. Nó bùi rồi. Hồi sớm mình cũng mua 17 đồng tiền đậu. Ngon. Sáng mình đi chợ mình mua bắp với đậu. Bắp thì 1 đồng 3 trái. Nó tới đợt nó rẻ. Cái hột này nó non cả nhà, non thì ăn ngọt hơn, còn nếu như nó già thì nó béo. Giờ này mình ăn á các bạn là thứ bảy bên Mỹ đó. Cả nhà thấy ngon không? Thứ
Thường thường á, cái chợ nó bán á, các bạn cuối tuần á, thì người ta đồ ăn ngon nhiều. Tại cuối tuần á, mấy người mà người ta đi làm việc á, người ta đi chợ nhiều nên người ta đem đồ ăn mới không. Không sao, nước đậu không có sao. Hồi nãy nấu cái để vô một tí muối cái xong cái nó chín rồi đó, mình ăn thử nó mềm nó chín rồi xong cái mình đi rửa nước lạnh lại, mình để vô cái nước lạnh mình xả lại cho nó nguội lại, cái cho nó không có hư hột đậu. Cái hột này nhỏ xíu ngon quá không. Mình nấu một dĩa này nè các bạn, còn một dĩa nữa, mình nấu hai dĩa nữa để vô cái nồi cơm điện á. Mình nấu sôi cỡ chừng nửa tiếng, cái mình bắt qua bên cái nút hâm á. Hồi xưa các bạn nhà mình ở bên Việt Nam á, mấy cái người mà hàng xóm của mình á, người ta cũng có tỉa đậu này nè. Thường thường á, người ta bán, người ta để lâu á, các bạn thì đậu nó đen lắm. Đèn giống như cái này. Để mình coi cái trái này đen coi, gỡ ra có ngon không. Nó nhỏ xíu. Ăn nè chị. Đậu này không ăn thôi, ăn là ghiền. Đưa đây chị, đưa đây em làm cho. Cả nhà thấy không? Ăn có người đi lại xin ăn. Nó nhiều nhiều đấy chị. Ăn hết đi chợ mua nữa. Có mười mấy đồng mà nhiều lắm, mặc sức mà ăn. Cả nhà thấy hột này nó to, nó bự. Giờ này người ta đốt khoéo bập bập không. Cả nhà thấy cái hàng này nó bự không? Đậu này nè các bạn, nhiều khi các bạn đi mua ha, mà người ta để hơi lâu rồi đó, cái vỏ nó héo ha, nó không có tươi á. Cái các bạn về ngâm nước chừng một một đêm vậy đó. Ví dụ như là sáng mình nấu phải không, mình ngâm giấc phia đi, cái chừng một đêm vậy đó, cái đậu nó nở ra, cái xong mình rửa rửa cho nó sạch ba cái cát á. Đậu này người ta trồng với cát á, rồi xong cái các bạn nấu ở trong cái nồi đó, cơm đó, nó mau chín.
Còn mà các bạn không ngâm á, mình nấu lâu chín lắm. Cái này mì nè các bạn, mì khô. Mình ăn thử. Ăn cũng ngon. Cái này người ta để là mì sấy. Trời ơi, nước nó văng á. Mình bóp cái này cái nó văng nước. Văng lên cái máy luôn. Không sao. Nó hồi chui. Ở nhà lấy cái hạt này nó bự. Hồi đó các bạn lần đầu tiên mình ăn đậu này nè, mình không biết nấu á. Mình không có mà nấu lâu á, đậu ăn không được, nó cứ ngắt mà nó sống nhăn. Phải ngâm nước rồi mới nấu nó mới mau chín, còn nếu như các bạn không ngâm nước nó lâu chín. Bóp cái trái này hoài không không nứt, phải lấy đồ bấm nó mới ra. Rồi đây nè, cái đường này nó ra, nó có cái lặn mình bóp ngay nó mới mới bung ra, còn mấy nó không bung. Ăn đậu cũng mỏi tay. Mà thường thường á, các bạn mình ăn mình tự gỡ ra mình ăn ngon hơn người ta gỡ cho mình ăn. Ngọt mà nó bùi, ngon. Ăn hạt bự chứ còn hạt nhỏ ăn sao. Cái hạt này nó ngon đấy nè, thấy không, cả nhà mình vừa gỡ xong cái không biết ai ăn cắp của mình ăn đây nè đó, thấy không, nó bóc nó ăn liền luôn, chắc là con nhen nó ăn luôn.
Thường thường mấy con nhen sóc nó thích ăn mấy cái hạt này nữa. Giờ này xe ngoài đường nó hú nha. Này có ngọt không? Đó, nè, nó nứt ra nè. Rồi cái này bóp không ra, cái hạt này nó cứng lắm. Mình gỡ ra mình chưa ăn mà không biết cái con nào nó ăn mất tiêu luôn. Chắc con sóc quá. Cả nhà thấy mình ăn một dĩa giỏ nè, hôm nay cái ruột, còn cái ruột. Ngon quá các bạn ơi, các bạn nào bên Mỹ đi chợ mua đậu đi các bạn. Bây giờ làm như tới cái mùa đậu vậy á. Nó không ra cái mình phải bấm cái ngón tay ngay cái thằng kẽ của nó mới ra. Ăn không? Hơn nửa dĩa rồi, gần hết rồi đó ha. Còn một tí nữa hết rồi. Ủa cái hạt này nó non nè. Hạt này em bé. Ở nhà thấy không? Nếu như nó chưa có khô quá thì nó có nước trong này. Nước nhiều. Ngon quá. Cái hạt này nó khô. Khô là nó già. Ừ, nó già thì nó bùi. Lộn nha, lộn này. Nó cứng á. À, giỏi ta, bóp ngay ra này nha. Rồi, bóp ra mất tiêu cái hột luôn rồi.
Ồ, giống con vịt quá nha, cái hạt nó giống con vịt quá ha, giống như con cò không? Bị sặc. Nó béo quá, ăn nó béo nó ngon. Ăn đậu phộng á các bạn, mớp tai luôn. Cái hột này chắc là nó non quá, nó mớp méo quá. Gỡ cái gì đi coi có ai ăn không. Trời ơi. Nhảy dưới đất. Không có cái hàng này nó bự hả? Có ai ăn ngon quá dành ăn cứ với mình quá. Thường thường á, cả nhà mình nấu cái gì á, mình để tí muối vô là cái hạt đậu nó ngọt thiệt. Nhưng mình không để muối á, thì hạt đậu nó không có ngọt, mình không có bùi. Mình để tí mà nó bùi. Hồi đó mình cũng đâu biết đâu. Bà nội của mẹ của mình đó, với mẹ của mình nó dạy mình nấu á, phải để vô tí muối mình mới biết. Như nấu chuối già hay là chuối xiêm gì đó mình ăn á, mình cũng phải để vô tí muối, nó làm cho trái chuối nó dẻ mà nó ngon hơn. Khoai lang cũng vậy, cũng phải để vô miếng muối nó mới ngọt ngọt mặn mặn ngon. Ôi, cái hột này hư rồi, ghê quá. Nó hư rồi, cái hột nó bị hư rồi. Cho cả nhà xem đi, cái hột nó hư, nó đen thùi lùi luôn á. Ghê quá. Ê, đừng có lấy nó ra, ăn không có được đâu, nó hư rồi. Ừ, ăn hôi cái miệng lắm á. Cái nó hư rồi nó sẽ đắng cái miệng lắm đó. Tại cái hột mà nó bị già quá rồi, nó ở dưới cát á, Ngon quăng được sao nè. không? Không ăn đâu. Nó quá già luôn á. Vì cái hột này người ta sắp sửa mà bán cái hột khô luôn á, nó đen vậy á. Tay ai đẹp dữ vậy ta?
thấy cái hộp này nó ngon ngon nha, nó tròn vo. Ăn hết đi, dọn dẹp cái dĩa luôn. Phải cái nồi đậu đó nó sôi không? Nó sôi nó kêu không? Rồi ơi dữ rồi, đi uống nước cho đi. Cả nhà thấy không, mình ăn hết cái dĩa này rồi. Đây là cái dĩa giỏ. Nè cả nhà, để mình khoe các bạn nha. Mình nấu trong cái nồi cơm này nè. Nó đang lên khói nè. Đó cả nhà. Hai dĩa thì 17 đồng. Ngon ha. Nó nãy giờ mình nấu cũng cỡ 10 phút rồi đó, nên nó có nước á, nó hột đậu nó tròn lên. Nó các bạn nấu cỡ chừng nửa tiếng cái mình đậy nắp lại cho mình để bên cái nút hâm. Các bạn nào thích ăn đậu thì đi mua đậu về nấu ăn nha các bạn, ngon lắm đó. Bye các bạn nha, chúc các bạn vui vẻ mỗi ngày.